Suy tủy xương là một tình trạng bệnh lý đặc trưng bởi sự giảm sản hoặc bất sản tế bào tủy dẫn đến giảm dòng máu ngoại vi. Suy tủy xương có tỷ lệ mắc bệnh giống nhau ở cả nam và nữ và có thể xuất hiện ở tất cả các lứa tuổi. Hiện nay tại khoa bệnh máu trẻ em Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, có tới hơn 10% bệnh nhi của khoa là đang điều trị bệnh suy tủy xương. Bệnh nhi Đặng Thế Anh, 12 tuổi, đã điều trị suy tủy xương tại khoa bệnh máu trẻ em Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã được 10 năm nay. Khi mới hơn 1 tuổi, khắp người em xuất hiện nhiều nốt đỏ. Gia đình cho rằng em bị sởi và chữa bệnh sởi. Sau thời gian dài chữa sởi không thấy các nốt đỏ biến mất, gia đình đưa em đi khám mới phát hiện em mắc suy tủy xương. Cơ thể bệnh nhi mắc suy tủy xương dễ xuất huyết ngoài da, gây ra các vết bầm tím. Khi hoạt động mạnh, nô đùa, cơ thể và chân tay Thế Anh dễ bị bầm tím hơn trẻ bình thường. Từ đó, trong hơn 10 năm, mỗi tuần em đều phải điều trị bằng thuốc uống kết hợp với truyền hồng cầu và tiểu cầu. Đầu tiên là khi tuổi rưỡi là phát hiện ra là bệnh cháu nó có mụn đỏ, lớm chớm dày đặc như là bệnh gì đấy. Xuất huyết ngoài da, bây giờ là sau này là đi viện là phát hiện ra là bệnh suy tủy, giờ về cứ chạm vào đâu là nó tím đen đấy, nó sau nó không ấy, bắt đầu truyền đi viện truyền máu truyền tiểu cầu nó lại lên thì bắt đầu nó lại hết cái triệu chứng ấy đi. Suy tủy xương là một cái bệnh lý mà lành tính nhưng mà cũng khá là thường gặp ở trẻ em, và đây là một cái bệnh máu mà trên 80% thì sẽ là vô căn, tức là không tìm được nguyên nhân, và có một cái tỷ lệ rất nhỏ là do bệnh lý di truyền. Ngoài ra thì có thể do thuốc hoặc là do các cái vấn đề về sử dụng thuốc, hay là do một cái thứ phát sau nhiễm trùng hoặc nhiễm virus khác. Nguyên nhân gây bệnh suy tủy xương có tới 80% là vô căn, nhưng cũng có một phần nhỏ các bệnh nhân mắc suy tủy xương do yếu tố di truyền, nhiễm trùng sau bệnh lý, nhiễm các loại virus, sử dụng các loại thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau hay tiếp xúc với các loại hóa chất. Bệnh suy tủy xương có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như trẻ có nguy cơ bị thiếu máu mãn tính, nhiễm khuẩn cao hơn, dễ bị nhiễm các loại bệnh lao, viêm phổi, xuất huyết não. Những biến chứng nguy hiểm ở các cơ quan nội tạng có thể dẫn tới tử vong. Đầu tiên là thường sẽ mệt mỏi, giảm các hoạt động về mặt thể lực, cũng như là có thể bị giảm cái độ tập trung. Và ngoài ra thì trẻ có thể sẽ có các biểu hiện của các bệnh lý hoặc các biến chứng do suy tủy xương gây ra, ví dụ như là các cái xuất huyết có thể gây ra các cái biến chứng, hoặc là giảm các cái, hoặc là trẻ có thể sốt, nhiễm trùng. Hiện tại thì suy tủy xương cũng có rất là nhiều phương pháp điều trị. Cái điều trị mà tốt nhất hiện nay mà có thể chữa khỏi hoàn toàn đó là ghép tế bào gốc đồng loài. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai cũng ghép được cho một cái số lượng tương đối bệnh nhân nhi suy tủy xương. Cái phương pháp thứ hai nữa là cũng có thể sử dụng các cái thuốc về ức chế miễn dịch, và cũng có những cái thuốc mới được nghiên cứu để điều trị cho bệnh nhân suy tủy xương. Hiện nay nhờ sự phát triển hiện đại của y học, bệnh nhi suy tủy xương có thể được chữa trị bằng nhiều phương pháp tiên tiến khác nhau, như điều trị các triệu chứng bằng thuốc, điều trị tận gốc bằng phương pháp ghép tế bào gốc. Suy tủy xương do có 80% nguyên nhân vô căn nên chưa thực sự có phương pháp phòng chống triệt để bệnh ở trẻ em. Nhưng bệnh suy tủy xương cũng có những biểu hiện bệnh rõ ràng. Vì vậy, khi trẻ có các triệu chứng như thường xuyên mệt mỏi, xanh xao, suy giảm thể lực, dễ có các vết xuất huyết bầm tím ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, chảy máu niêm mạc miệng, thì các bậc phụ huynh cần chú ý cảnh giác, đưa trẻ tới các cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán sớm.